thư khuyên bạn: tu tu xịch xịch, con tàu nhanh nhanh, bạn chớ chơi quanh mà tai nạn đấy. Nếu bạn có thấy khi tàu chạy qua, xin hãy tránh xa, không ném đất đá. Thấy có người phá thì hãy báo ngay. Giao thông hàng ngày chấp hành cho tốt.